Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn. Quý vị thân mến, theo thuyết phong thủy thì sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Thủy có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Người xưa quan niệm nước thu hút và kích hoạt tài lộc. Nếu thủy uốn lượn nhu hòa thì lòng người nảy sinh nhiều ý tưởng tốt, gia đình thuận thảo. Nếu chảy xiết, thẳng tuột, khúc khuỷu thì mọi sự có thể bất lợi, sinh ra nhiều bệnh tật tai họa. Vòi nước trong bếp ăn có ý nghĩa rất quan trọng. Có câu rằng, bệnh từ miệng mà ra, họa cũng từ miệng mà ra. Khi bố trí bếp, lò bị trực xung với vòi nước, bồn rửa thì người trong nhà hay bị bệnh đường ruột, dạ dày, những thành viên trong gia đình hay nóng nảy thất thường, cãi cọ với nhau thường xuyên, mặc dầu chẳng có lý do gì chính đáng, hoặc là những chuyện vặt vãnh cũng thành to tiếng với nhau, thậm chí dẫn đến ly hôn. Video ngày hôm nay, kênh Phong thủy May mắn giới thiệu cho quý vị những điều cần cấm kỵ, cần tránh khi gắn vòi nước trong nhà để tránh gia đình ly tán, tài lộc tan biến, bệnh tật triền miên. Trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Điều cấm kỵ thứ nhất là vòi nước không được chảy thẳng ra ngoài đường sẽ dẫn đến hao hụt tài sản mà người ta hay gọi là tiền ra như nước. Điều cấm kỵ thứ hai là bếp lò không được đặt trực xung với vòi nước, nếu không sẽ bị khí ở cửa nhập vào, phạm vào, môn xung sát, rất có hại. Thông thường khi làm nhà, ta bố trí trong nhà bếp sao cho thuận lợi về chỗ nấu ăn và nơi rửa chén bát. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, bồn rửa không nên đặt sát hoặc trực xung với bếp đun vì bồn rửa có nước thuộc về thủy, còn bếp lò thuộc hỏa, thủy hỏa xung khắc. Nếu vị trí bếp đun bị trực xung với vòi nước hay bồn rửa thì người trong nhà hay bị bệnh đường ruột, dạ dày, những thành viên trong gia đình hay nóng nảy thất thường, cãi cọ với nhau thường xuyên, mặc dù chẳng có lý do gì chính đáng hoặc là những chuyện vặt vãnh cũng thành to tiếng với nhau. Điều cấm kỵ tiếp theo là trên bồn rửa có vòi nước có thể quay được nhưng không được quay về hướng bếp lò hoặc nồi cơm điện. Bồn rửa không nên đặt gần bếp lò vì bồn rửa có nước thuộc về hành thủy, còn bếp lò thuộc về hành hỏa, thủy hỏa xung khắc thì rất xấu. Tốt nhất nên di rời bồn rửa, tránh trực xung với bếp lò và từ bồn rửa đến bếp lò khoảng cách tối thiểu phải là 60cm. Nếu lỡ bị vòi nước trực xung với bếp lò, nhất là trực xung bên hông bếp lò mà khó thay đổi vị trí, ta có thể làm một vách ngăn đơn giản, cao vừa tầm, che khuất với vòi nước trực xung vào bên hông bếp lò. Tuy nhiên, phải làm sao vách ngăn đơn giản và có thẩm mỹ. Điều cấm kỵ tiếp theo là dưới bếp không nên đặt ống thoát nước hoặc ống dẫn ga chảy qua vì như vậy sẽ phạm phải xuyên tâm sát. Nên đặt ống thoát nước và ống dẫn ga áp sát tường sẽ không gây ra ảnh hưởng xấu cho những thành viên sống trong gia đình. Điều cấm kỵ tiếp theo là vòi nước không được chiếu vào cửa phòng ngủ. Khi ra vô tình nhìn thấy sẽ nhiễm thủy khí, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc tụ tán thất thường. Điều cấm kỵ thứ 6 là tránh vòi nước ở hướng nam của căn nhà. Đây là hướng có liên quan tới tên tuổi và danh tiếng của bạn. Hướng nam tượng trưng cho hỏa. Lửa và nước luôn khác nhau nên nếu đặt nước ở hướng nam sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực, được biết đến với cái tên sát. Theo các chuyên gia phong thủy, yếu tố sát sẽ đem tới vận xui cho bạn và người thân trong gia đình. Điều cấm kỵ thứ 7 là không nên thiết kế hồ nước và hòn non bộ trong nhà. Một hồ nước tù đọng trong nhà lại đắp những khối lô nhô như dãy núi, giữa hồ có vài hòn non bộ đứng lặng lẽ là một khung cảnh u ám. Theo quan niệm phong thủy, sông hồ, núi non phải giao hòa với trời đất thì mới hợp lẽ tự nhiên. Vì vậy, chỉ nên đặt hồ nước và hòn non bộ ngoài vườn hoặc ngoài sân. Hợp lý nhất là đặt ở góc sân đúng theo các hướng chính bắc, chính đông, đông nam. Điều cấm kỵ thứ 8 là không nên trang trí bể nước trong phòng ngủ, bất kể là hướng nào. Các chuyên gia cho rằng, bể nước nếu đặt trong phòng ngủ sẽ đem lại sự âu lo nên hãy đặt trong những không gian chung.
Nếu bạn muốn tăng năng lượng tích cực trong nhà, có thể thêm vào công trình trang trí bằng nước vài viên đá phong thủy. Ngoài ra, nếu bạn mua loại đài phun nước thì có khả năng lưu thông các loại tinh dầu nhất định vào trong không khí cũng sẽ tăng gấp đôi năng lượng có lợi trong nhà. Điều cấm kỵ thứ 9 là vòi nước bị hỏng, rò rỉ. Để tránh tiền bị rò rỉ hoặc rơi vào tình trạng không giữ được tiền, bạn hãy kiểm tra mọi vòi nước trong nhà. Hãy khóa chúng thật chặt, đảm bảo các vòi nước không bị hỏng hóc hay rò rỉ. Theo quan niệm phong thủy, việc để vòi nước rò rỉ mà không sửa chữa ngay có thể sẽ khiến năng lực tài chính, năng lượng cá nhân và cả sức khỏe của gia chủ bị hao tổn. Điều này cũng sẽ làm tiêu tan những nguồn khí tích cực của ngôi nhà. Vậy nên, nếu vòi nước trong nhà bị rò rỉ, bạn cần phải khắc phục ngay. Khi dòng chảy của nước bị ngăn chặn, bạn sẽ giữ được tiền của, không phải chịu cảnh tiền ra như nước. Quý vị thân mến, bên cạnh những cấm kỵ khi đặt vòi nước trong nhà để tránh đại họa ập đến, thì quý vị cũng cần lưu ý đến phong thủy đường nước trong nhà. Phong thủy đường nước cũng có vai trò quan trọng giống như đặt vòi nước vậy. Dưới đây, kênh Phong thủy May mắn xin chia sẻ cách bố trí đường nước sao cho đúng phong thủy trong phần tiếp theo của video. Trong mỗi gia đình đều có vòi nước. Vòi nước thường đặt trong nhà vệ sinh và nhà bếp. Vòi nước đại diện cho vị trí dẫn thủy của một ngôi nhà. Bạn hãy kiểm tra xem vòi nước trong nhà đến từ phương vị nào. Thành viên trong gia đình thuộc vị trí ấy sẽ có ngũ hành thủy cực mạnh. Nếu vòi nước ở hướng Tây Bắc, đại diện cho người chủ trong nhà, tức là người cha, nhiều yếu tố thủy. Vòi nước đến từ hướng Tây Nam, đại diện cho người mẹ, nhiều yếu tố thủy. Do nhà bếp ảnh hưởng nhiều nhất đến nữ chủ nhà, vì thế vị trí của vòi nước trong nhà bếp cần phải được chú ý gấp đôi. Nếu nữ chủ nhà cần thủy, đặt vòi nước vào hướng Tây Nam của nhà bếp là tốt nhất. Nếu người vợ kỵ thủy, nhà bếp đương nhiên không thể không có nước. Phương pháp hóa giải là đặt 4 miếng gừng tươi vào bên cạnh vị trí vòi nước trong nhà bếp có thể áp chế được tình hình nhiều thủy. Đối với nơi cư trú, nước đặc biệt là quan trọng trong sinh hoạt của người ở và tạo môi trường trong lành. Dẫn nước vào, thủ thủy và nước thoát ra, bài thủy đều phải thông suốt và tránh rò rỉ, thất thoát và ô nhiễm. Nếu xét riêng trong khu vực dưới nền nhà, hệ thống cấp, thoát nước cần tách bạch để đảm bảo vệ sinh và dễ dàng sửa chữa. Phần thô của nhà chỉ được xem là ổn định khi tính toán và thực thi hợp lý hệ thống thủ thủy và bài thủy. Thủ thủy xem trọng ngắn, gọn, sạch và bền. Đó là những yếu tố cơ bản khi bố trí hệ thống cấp nước dưới nền nhà. Đa số nhà ở hiện nay dùng bơm hút nước lên bồn chứa trên cao rồi xả xuống dùng. Do vậy, dù là nước từ nguồn thủy cụm hay nước giếng khoan thì cũng cần làm ngắn và gọn gàng. Cố gắng giảm khoảng cách từ nguồn nước vào đến ống đứng và điểm chứa để tránh bị giảm áp lực và hại máy bơm. Do thổ khắc thủy, tránh để đất cát bụi bẩn lẫn vào tuyến ống nước sinh hoạt. Ống cấp nước luôn phải đặt bên trên ống thoát khi đi hai tuyến gần nhau. Bồn chứa hiện nay tránh làm theo kiểu xây bề nổi sẽ bị nhiễm khuẩn mà nên xây hồ chìm rồi đặt bồn inox hoặc bồn nhựa xuống. Nếu muốn lọc nước thì cần gắn hệ thống lọc cho bồn trên mái. Bồn dưới trệt chỉ là trung chuyển. Bố trí bồn nước mái cần đặt tại vị trí trung tâm so với các khu vực cần dùng nước của nhà. Phong thủy xưa quan niệm về thủy khẩu là chỗ nước chảy ra và chảy vào minh đường. Trong đó, khoảng cách giữa chỗ nước chảy ra và nước chảy vào bên rộng và tách biệt. Do đó, đối với trường hợp nhà phố ta có thể thấy rằng nếu đã thủ thủy vào bên trái nhà, thanh long, thì nước thoát ra ở bên phía ngược lại, bạch hổ. Một số người quan niệm nhà phải tụ thủy nên làm hồ nước, gồm có hồ cá, hồ phun, nón bộ hay thác trong nhà. Thực ra, cần chú ý đến việc đảm bảo sao cho những hồ này không phải nơi tụ ẩm, phát sinh muỗi và dễ gây ngấm, ảnh hưởng đến trường khí nội thất. Điểm tụ thủy cũng là nơi vừa phải bố trí cấp nước liên tục, luân chuyển, vừa phải đảm bảo thoát nước thông suốt, dễ dàng, đồng thời tránh làm sâu quá hay nhiều góc cạnh gây nguy hiểm cho trẻ em. Tốt nhất là đặt điểm tụ thủy có hình dạng hành kim, tròn hoặc bán nguyệt và hành thủy uốn lượn mềm mại để tương sinh ngũ hành. Chỉ lên làm non bộ khi nhà có diện tích rộng và đảm bảo ánh sáng dương quang trực tiếp. Đối với nhà phố nhỏ hẹp nên dùng hồ cá hoặc vòi phun có bệ tràn đơn giản. Bài thủy tốt
trường khí nâng cao. Trong thực tế, vẫn còn khá nhiều nhà hiện nay thoát nước ra đường ống phía sau, khoảng thông hành địa dịch. Nhưng nói chung, tốt nhất là nên thoát nước ra trước nhà. Lợi điểm thứ nhất là dễ dàng sửa chữa, không bị ảnh hưởng nhà khác và đảm bảo vệ sinh mỹ quan chung. Thứ hai là phù hợp với vị thế của ngôi nhà. Phía trước là minh đường bằng phẳng, có tụ thủy. Phía sau là hậu trầm, cao giáo, làm điểm tựa vững chắc. Tất nhiên là nguyên tắc trên áp dụng cho nhà phố đô thị với một mặt tiếp giáp đường phố và hệ thống thoát nước ở phía trước. Trường hợp nhà có mặt đường bên hông hay nhà vườn có diện tích đất rộng thì hướng thoát nước phải căn cứ cụ thể theo điều kiện gia đình, độ dốc và phương vị của nhà. Việc thoát nước ra trước nhà cũng cần hiểu là tuyến ống thoát đi ra phía trước nhưng tránh đi ngay giữa nhà. Theo nguyên tắc phong thủy, làm vậy là phạm vào trục chính của nhà. Ta cần đi sát tuyến ống về một bên, đánh dấu vị trí hố ga và nắp thăm hầm phân tại những điểm kín đáo như gầm cầu thang, kho, sàn nước hay chỗ để xe để khi cần sửa chữa có thể mở lên rồi lát gạch lại dễ dàng và thẩm mỹ hơn. Bên ngoài làm tủ che kín. Hệ thống thoát nước nên tập trung về một phía, tránh phân tán nhiều để khó kiểm soát. Các hố ga và miệng cống trước nhà không được án ngữ cửa ra vào, rất bất lợi. Các đường ống cần hạn chế cua quẹo gấp khúc gây khó khăn cho việc thoát nước thải. Nếu nhà dài, cần đôn nền cho đủ độ dốc để ống thoát nước từ sau đổ ra trước được nhanh. Ống dùng thoát nước đường kính luôn luôn lớn hơn đường ống cấp, đồng thời luôn cần có xi phong thủy lực, còn gọi là con thỏ, để ngăn mùi thối, bế khí xông lên, ảnh hưởng lớn vào trường khí của nhà. Ngoài ra, đặt ống thông hơi theo chiều đứng, vượt qua mái để thoát hơi hầm cầu cũng như rất quan trọng. Nhà có thoáng mát mà thiếu ống thông hơi hầm cầu cũng khá bốc mùi. Quý vị thân mến, trên đây là 9 điều cấm kỵ nên tránh khi lắp vòi nước trong nhà mà quý vị nên lưu ý. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Đừng quên like, nhấn đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của kênh Phong thủy may mắn.